cái này hả Bi? Hả? Bi tự làm bò về ra hả? Sao thế? Sao muốn tắm không bà chi? Bơi à? Sao tạo được nhiều bọt thế này? Ướt hết quần áo thế này. Rồi. Tắm cho Bi nhá. Bi bơi đi đủ cho. Bi chờ đấy chị lấy khăn tắm cho Bi nhá. Lấy khăn tắm gì cả. Rửa mặt nhé. Đứng đây xà bông lên mặt rồi. Sao đi trốn đi tắm mà không bảo chị đấy. Mới đi tắm nó không nói. Nam đi, ngồi vào đây. Dư, ok rồi. Tắm cho Bi nhé. Tự nhiên xem. Rồi. Bà Bi lên đây ngồi. Ngồi đây. Chị chỉnh lại khăn để massage cho.
lại khăn rồi massage cho Bi nha. Bibi nằm lên đây, massage cho Bi nha. Lấy dầu cho ấn cho ấm. Bôi tay nữa nào. Bibi nằm xuống đi, nằm xuống đi, massage lưng cho. Tắm đi vào chị nhé. Thấy ấm hơn chưa?